lâm mặt xuyên qua bộ đội đặc chủng thế giới trở thành hỏa phượng hoàng đặc biệt chiến đội căn cứ huấn luyện người phụ trách kích hoạt thần cấp thư viện hệ thống đọc đạt được kỹ năng đọc liền trở nên mạnh mẽ tri thức chính là lực lượng đọc cương lĩnh chiến đấu cấp tông sư đạt được kỹ năng chiến đấu cấp tông sư đọc thương đấu thuật đạt được thần cấp xạ kích kỹ năng đọc tiên nhân thể đạt được vô địch chiến lực đọc siêu cấp anh hùng gian huyết thanh huấn luyện ra một chi làm cho người ta nghe đã sợ mất mật nữ tử chiến đội đặc biệt. Thư viện bao hàm toàn diện, cái gì cần có đều có, sách đọc vạn quyển, Lâm mặt phát hiện binh lính hắn huấn luyện đã trở thành một tôn binh vương cường đại vô cùng, ngoài ý muốn chính là có một ngày hắn phát hiện hắn có một vị hôn thê, tên là Long Tiểu Vân. Mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài. Bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu, nếu có giống nhau, chỉ là trùng hợp, chớ bắt chước. Chương 1 thần cấp thư viện, đọc liền trở nên mạnh. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Long Quốc Quân khu Đông Nam Xuyên Việt rồi, không ngờ chuyện như vậy lại xảy ra với ta. Lâm mặt nằm ở trên ghế, nhìn hoàn cảnh chung quanh. Một cái hoang vu sân huấn luyện, nhìn không tới bóng người gì, còn có mấy cái quân lục sắc kiến trúc. Đã ba ngày kể từ khi hắn đến thế giới xa lạ này. Trải qua ba ngày thời gian xác nhận, hiện tại hắn không thể không chấp nhận hắn xuyên qua sự thật. Nhìn mấy bóng người cách đó không xa. Lâm mặt thấp giọng tự nói. Đông Nam quân khu, lôi điện đột kích đội, hỏa phượng hoàng huấn luyện căn cứ, xem ra là đi tới cái này quen thuộc thế giới. Lâm mặt nhớ không lầm, hắn xuyên qua thời điểm chính đang xem ta là đặc chủng binh hỏa phượng hoàng phim truyền hình, đây có thể là hắn xuyên qua đến thế giới này lớn nhất nguyên nhân chỉ là thế giới này cùng hắn ở trong kịch bản nhìn thấy vẫn là có một chút khác biệt khác biệt lớn nhất đương nhiên là có thêm một người lâm mặc tốt nghiệp trường quân đội có bối cảnh không tệ phục vụ một năm ở biên giới làm ra cống hiến hỏa tốc tăng lên quân hàm thiếu tá đi tới căn cứ tập huấn của chiến đội hỏa phượng hoàng thân phận còn không thấp được bổ nhiệm làm người phụ trách và giám sát căn cứ huấn luyện chiến đội hỏa phượng hoàng rất không được đội đột kích sắm xét chào đón. Lâm mặt nghi hoặc là nguyên bản liền có cái này huấn luyện người phụ trách, cuối cùng bị lôi điện đột kích đội lấy đi, hay là bởi vì chính mình xuyên qua thành một cái ngoài ý muốn. Điểm này Lâm mặt không dám xác định. Lấy hắn đối với lôi điện đột kích đội hiểu rõ, muốn lấy đi một cái quân khu người phụ trách, giống như không phải chuyện rất khó. Hiện tại đội đột kích lôi điện có thể đã lên kế hoạch làm thế nào để lấy đi chướng ngại vật đi cửa sau của mình chuyện không nghĩ ra lâm mặt lười lãng phí thời gian hắn hiện tại chủ yếu là hảo hảo ở chỗ này sinh tồn đi xuống hắn tạm thời không có rời đi nơi này ý nghĩ một là rời khỏi nơi này hắn không có nơi nào để đi một người khác trước khi tới nơi này đã lập quân lệnh trạng rời đi sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc đã đến thì cứ an lâm mặt cầm lấy một quyển kỹ năng quân sự bên cạnh nhìn lên muốn sống sót ở đây đầu tiên phải có một nhận thức sâu sắc về kỹ năng quân sự và huấn luyện hắn hiện tại hoàn toàn là nước đến chân mới nhảy có thể học bao nhiêu tính bấy nhiêu ngay khi lâm mặt mở sách ra đọc một thanh âm quỷ dị vang lên đinh ký chủ tiến hành đọc thần cấp thư viện đang kích hoạt mời ký chủ chờ một chút nghe được thanh âm quỷ dị này sắc mặt lâm mặt trong nháy mắt thay đổi mấy lần nhưng cẩn thận nghe đã không còn âm thanh chẳng lẽ là mình nghe lầm xuất hiện ảo giác. Trong nháy mắt lâm mặt nghi hoặc, thanh âm lại vang lên. Đinh, thần cấp thư viện kích hoạt thành công, ký chủ đạt được tân thủ đại lễ bao một phần. Đinh, thần cấp thư viện kích hoạt thành công, thuộc tính ký chủ số liệu hóa thành công, mời ký chủ tự mình xem xét. Lần này lâm mặt nghe rất tỉ mỉ. Tiếp theo lâm mặt mừng như điên. Ngón tay vàng của hắn đã vào sổ sách. Lâm mặt thử thăm dò hỏi, cái gì là thần cấp thư viện? Thanh âm trong trẻo lại vang lên. Thần cấp thư viện bao hàm toàn diện, ký chủ có thể thông qua đọc sách bên trong đạt được kỹ năng cường đại. Đọc đạt được kỹ năng, đọc có thể trở nên mạnh mẽ. Đọc sách trở nên mạnh mẽ, thật là năng lực nghịch thiên thần kỳ. Lâm mặt lập tức hỏi. Ta có thể trở thành binh vương sao? Nếu trở thành binh vương, nhiệm vụ huấn luyện chiến đội hỏa phượng hoàng sẽ không có bất cứ vấn đề gì thư viện rất nhanh đưa ra đáp án. trong thư viện thu thập tám trăm loại trở thành binh vương biện pháp chỉ cần ký chủ tiến hành càng nhiều liền có thể trở thành binh vương. lâm mặc kinh ngạc thật không ngờ có nhiều biện pháp trở thành binh vương như vậy. hắn biết ở trong quân khu muốn trở thành binh vương khó khăn cỡ nào. coi như là lôi điện đột kích đội trưởng mạnh nhất lôi chiến cũng bất quá là thực lực cường đại bộ đội đặc chủng nhưng là tuyệt đối không tính là binh vương. binh vương ở quân khu có thể đến được trên đầu ngón tay nếu quả thật trở thành binh vương hắn sẽ nhất cử trở thành tồn tại trên kim tự tháp lâm mặc lập tức nghĩ tới vấn đề mấu chốt ta muốn như thế nào thu được sách trong thư viện thần cấp chỉ có đạt được thư tịch hắn mới có thể xác minh thần cấp thư viện đến cùng có phải hay không cùng nó giới thiệu giống nhau nghịch thiên hệ thống trả lời ký chủ có thể thông qua sử dụng điểm quyển tiến hành mua đọc hoặc là hoàn thành hệ thống nhiệm vụ thu được sách vở đồng thời càng nhiều tin tức thần cấp thư viện xuất hiện trong đầu lâm mặt vài phút sau lâm mặt mới tiêu hóa xong những tin tức này cuối cùng ông đã hiểu cách sử dụng hệ thống thư viện mở bản thuộc tính ra một giao diện thần kỳ xuất hiện trước mặt lâm mặt hệ thống thần cấp thư viện ký chủ lâm mặt điểm quyển không sức mạnh mười người bình thường là mười phòng thủ mười người bình thường là mười nhanh nhẹn mười một mười người bình thường kỹ năng không nhiệm vụ không đây chính là số liệu cơ bản hiện tại của hắn thoạt nhìn so với người bình thường mạnh hơn một chút thế nhưng cái này không có gì đáng giá cao hứng sự tình đây chính là hắn ở trường quân đội vài năm còn có biên cảnh một năm huấn luyện thành quả đặt ở trong bộ đội chính là một loại cực kém. Có thể một tân binh huấn luyện mấy tháng cũng có thể đánh gục hắn. Cái khác không nói, phải nhanh chóng tăng thể lực lên. Lâm mặt đáy lòng hạ một quyết định. Đồng thời hắn cũng thấy được trở thành binh vương thư tịch. Binh vương tự tu dưỡng. 20.000 điểm quyển kỹ xảo chiến đấu cấp tông sư. 30.000 điểm quyển siêu cấp tác chiến chỉ huy. 30.000 điểm quyển thần cấp thương đấu thuật. 50.000 điểm quyển cường thân thuật. 100.000 điểm quyển. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 02. Lần đầu đọc, thu được kỹ năng cách đấu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Lâm mặt tùy ý xem qua một chút, trong thư viện cái gì cần có đều có, hắn có thể nghĩ đến, hắn không nghĩ tới đều có nhưng là hiện tại để cho lâm mặc phát điên chính là những sách vở này cũng thật chỉ có thể nhìn xem toàn bộ là màu xám căn bản không có cách nào lấy ra đọc những sách vở này đều muốn điểm quyển mua hắn hiện tại điểm quyển là không đinh chủ ký sinh có một cái tân thủ lễ bao có hay không lĩnh lâm mặc không chút do dự nhận đinh ký chủ lĩnh tân thủ túi quà thành công chúc mừng ký chủ thu được thư tịch sơ cấp tiên nhân thể, chúc mừng ký chủ thu được đầy đủ thư tịch, tông sư cấp cách đấu kỹ xảo, chúc mừng ký chủ thu được 5.000 điểm quyển. Lập tức, Lâm Mặc phát hiện ở trên thư viện, hai quyển sách sáng lên, điểm quyển biến thành 5.000 điểm. Nhìn thấy tình huống như vậy triệu bạch sắc mặt mừng rỡ, này tân thủ túi quà cũng coi như là một cái túi quà lớn. Tông sư cấp cách đấu kỹ xảo, vừa rồi hắn nhìn cần 30.000 điểm quyển còn có tiên nhân thể, đây tuyệt đối là trong truyền thuyết đồ vật, đến từ cái nào đó họa ảnh thế giới siêu cường thể chất. Lâm mặt thật không ngờ trong thư viện lại có thứ nghịch thiên như vậy. Hắn ánh mắt kích động, dựa theo thư viện năng lực, chẳng phải là chính mình đọc tiên nhân thể, là có thể đem thể chất của mình cải tạo thành tiên nhân thể. Lâm mặt nhìn xuống kích động, nhìn thoáng qua xa xa, lôi điện đột kích đội không biết có phải hay không hoàn thành nhiệm vụ của mình, không biết lúc nào rời đi sân huấn luyện. Lâm mặt lúc này mới cẩn thận lấy ra một quyển sách. Kỹ xảo chiến đấu cấp tông sư. Chẳng qua thư tịch đến tay Lâm mặt lại biến thành sáu quyển. Sơ cấp cách đấu kỹ xảo, trung cấp cách đấu kỹ xảo, đại sư cấp cách đấu kỹ xảo, định cấp cách đấu kỹ xảo, tông sư cấp cách đấu kỹ xảo. Điều này làm cho Lâm mặt không hiểu chút nào. Hệ thống, vì cái gì cho ta sáu quyển chiến đấu kỹ xảo thư tịch? Hệ thống đưa ra câu trả lời vạn trượng cao ốc bằng phẳng lên, bất luận cái gì kỹ năng đều là từ thấp đến cao chậm rãi bồi dưỡng, không có khả năng một lần là xong. Chỉ có như vậy ngươi mới có thể lĩnh ngộ toàn bộ kỹ năng thư tịch, đồng thời đọc sách có thể mang đến cho ngươi không ít điểm quyển. Lâm mặt trốt cục hiểu được, vì cái gì tiên nhân thể thư tịch biểu hiện chính là sơ cấp, phía sau còn có trung cấp cao cấp đẳng cấp cao hơn. Bất quá cái này đối với Lâm mặt mà nói là chuyện tốt, nói cách khác hắn về sau muốn thư tịch đều có thể phân quyển đổi, không cần một lần thanh toán kết xu điểm quyển. Hắn lập tức đi xem một chút toàn bộ tiên nhân thể đổi giá cả, 500.000 điểm quyển. Đây là điều hắn hiện tại căn bản không dám nghĩ tới. Hắn lần nữa mở ra, quả nhiên phát hiện sơ cấp tiên nhân thể. 10.000 điểm quyển, trung cấp tiên nhân thể. 30.000 điểm quyển. Lâm mặt nhìn thoáng qua liền không đi chú ý, đó không phải là thứ hắn có thể đổi. Hắn hiện tại muốn thử xem năng lực của thư viện này rốt cuộc là dạng gì. Bắt đầu với những điều đơn giản nhất trước. Lâm Mặc cầm lấy sơ cấp cách đấu kỹ xảo, bắt đầu nhìn. Đinh, ngươi đọc sơ cấp cách đấu kỹ xảo, đạt được điểm quyển 10. Đinh, ngươi đọc sơ cấp cách đấu kỹ xảo, đạt được điểm quyển 10. Đinh, ngươi đọc sơ cấp cách đấu kỹ xảo, đạt được điểm quyển 10. Đinh, nhìn xem lâm mặt không tự giác đắm chìm ở trong đó càng thêm không thể tưởng tượng nổi chính là hắn đối với chiến đấu kỹ năng lĩnh ngộ ở trong lòng không ngừng xuất hiện các loại kỹ xảo giống như từ trong sách nhảy ra không ngừng dung hợp ở trên thân thể hắn ở phía xa người của thân the rider vừa hoàn thành việc xây dựng căn cứ huấn luyện nhìn thấy lâm mặt nằm trên ghế đọc sách có chút ngoài ý muốn một người tò mò nói lâm giáo sư thật thú vị lúc này còn có tâm tình và thời gian đọc sách một người khác nói tư liệu của hắn không đơn giản tốt nghiệp trường quân đội học tập tri thức lý luận quân sự tiên tiến chẳng qua thư sinh ở bộ đội bình thường hữu dụng ở chỗ này không có bất kỳ tác dụng gì hắn rất là khinh thường nếu bộ đội đặc chủng đều là thư sinh nhu nhược như vậy bộ đội đặc chủng cách giải tán không xa thật không rõ vì sao quân khu lại phái tới một người vô dụng như vậy một người tính toán mấy người nghị luận tốt lắm dừng lại hắn dù sao cũng là quân khu phái tới người phụ trách đối với chúng ta có giám sát cùng quản chế quyền lợi hắn nói xong quay sang người bên cạnh hỏi lôi thần làm sao bây giờ lôi chiến nhìn thoáng qua không thèm để ý nói bộ đội đặc chủng không phải là nơi thư sinh có thể ở vài ngày sau liền chịu không nổi khổ rời đi hắn hiển nhiên không có đem lâm mặt để ở trong mắt chẳng qua là quân khu thủ trưởng mệnh lệnh, hắn phải chấp hành. Mấy người gật đầu, bọn họ đã hiểu được quyết định của Lôi Chiến. Lôi Chiến nói: "Được rồi, tiếp tục kiểm tra, mấy ngày nay tập huấn nữ binh sắp đưa tới, tuy rằng tôi không coi trọng nữ binh lắm, nhưng nếu là nhiệm vụ quân khu giao cho chúng ta, cho dù là không có khả năng cũng phải hoàn thành." "Vâng." Lâm Mặc không biết chuyện hắn đọc sách bị đội đột kích lôi điện chú ý tới cho dù biết cũng không để ý, đọc sách cũng không phạm pháp. Không biết thời gian qua bao lâu. Đinh, ngươi đọc sơ cấp cách đấu kỹ xảo thành công, đạt được sơ cấp cách đấu kỹ năng, đạt được điểm quyển 100. Bộ sách trong tay lâm mặt biến mất, hóa thành điểm sáng không nhìn thấy biến mất trên người lâm mặt. Trong nháy mắt lâm mặt nắm giữ kỹ năng chiến đấu sơ cấp. Lâm mặt đứng lên, đi tới sân huấn luyện, từng chiêu từng thức khoa tay múa chân quả nhiên chỉ là nửa ngày thời gian, hắn từ một cái cái gì cũng không hiểu cách đấu tiểu bạch, đã cách đấu kỹ năng nhập môn. Nhìn mình thật sự nắm giữ sơ cấp cách đấu kỹ năng, lâm mặt tâm tình kích động. Quả nhiên là đọc mạnh lên, kế tiếp là đọc kỹ xảo cách đấu trung cấp. Lâm mặt lấy sách kỹ xảo cách đấu trung cấp ra xem. Đinh, ngươi đọc trung cấp cách đấu kỹ xảo, đạt được điểm quyển 10. Đinh, ngươi đọc trung cấp cách đấu kỹ xảo, đạt được điểm quyển 10. Đinh, ngươi đọc trung cấp cách đấu kỹ xảo, đạt được điểm quyển 10. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 03. Đọc tiên nhân thể, thực lực bạo tăng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Một ngày sau, Lâm mặc đọc xong trung cấp cách đấu kỹ xảo, đạt được trung cấp cách đấu kỹ năng kỹ năng cách đấu trung cấp, trong bộ đội cũng coi như là một tiểu cao thủ. Ngoại trừ bộ đội tác chiến ra, rất nhiều người cũng không có kỹ năng chiến đấu như vậy. Người có thể huấn luyện ra kỹ năng chiến đấu trung cấp đều là người có thiên phú chiến đấu. Lâm Mặc tiếp tục lấy kỹ xảo chiến đấu cao cấp ra đọc. Biểu hiện của Lâm Mặc khiến đội đột kích lôi điện ghé mắt. Xem ra là một tên mọc sách đọc sách ngu ngốc. Người như vậy căn bản không thích hợp ở trong bộ đội đặc chủng, càng không thích hợp trở thành người phụ trách huấn luyện chiến đội hỏa phượng hoàng. Xem ra hoàn toàn không cần chúng ta làm động tác nhỏ gì, đợi đến khi huấn luyện bắt đầu, không cần vài ngày hắn liền tự mình rời đi. Lâm Mặc không biết trong cảm nhận của đội đột kích lôi điện, đã định vị Lâm Mặc là một sách chỉ thích đọc sách. Chính là biết cũng không thèm để ý, hắn chính như đói như khác tiến hành đọc. Lần này tốn thời gian hai ngày, Lâm Mặc mới hoàn thành kỹ xảo chiến đấu cao cấp đẳng cấp sách vở càng cao cấp, thời gian cần đọc càng dài. Khi kỹ xảo chiến đấu cao cấp hóa thành điểm sáng biến mất, Lâm mặt thấp giọng mặt niệm. Mở bản thuộc tính ra. Hệ thống. Thần cấp thư viện, ký chủ. Lâm mặt, số lượt xem. 5800, sức mạnh. 10, người bình thường là 10, phòng thủ. 10, người bình thường là 10, nhanh nhẹn. 11, 10 người bình thường, kỹ năng. Kỹ năng chiến đấu cao cấp, nhiệm vụ. Không, trên bản thuộc tính, kỹ năng của Lâm Mặc đã biến thành kỹ năng chiến đấu cao cấp. Cao cấp cách đấu kỹ năng, tuyệt đối coi như là tác chiến tinh anh, cho dù có thiên phú cách đấu cao thủ, đều cần trên 2 năm khổ luyện mới có thể đạt tới cao cấp cách đấu kỹ năng. Nếu có người biết Lâm Mặc một ngày thời gian liền nắm giữ cao cấp cách đấu kỹ năng, vẫn là hoàn mỹ nhất cách đấu kỹ năng, tuyệt đối sẽ bị dọa đến nắm giữ kỹ năng chiến đấu cao cấp lâm mặc không có ý định tiếp tục đọc kỹ xảo chiến đấu cấp đại sư hắn đem ánh mắt nhìn về phía tiên nhân thể quyển sách này bất luận cái gì cường đại kỹ năng đều cần một cái cường đại tố chất thân thể đến chống đỡ tố chất thân thể càng mạnh uy lực phát huy kỹ năng càng lớn hy vọng đừng để ta thất vọng có thể đạt được năng lực trong truyền thuyết đối với sơ cấp tiên nhân thể lâm mặc chờ mong vượt xa kỹ xảo chiến đấu cấp tông sư Lâm Mặc bắt đầu cầm lấy tiên nhân thể thư tịch bắt đầu xem. Đinh, ngươi đọc tiên nhân thể, đạt được điểm quyển với mươi. Đinh, ngươi đọc tiên nhân thể, đạt được điểm quyển với mươi. Đinh, ngươi đọc tiên nhân thể, đạt được điểm quyển với mươi. Lâm Mặc hai ngày một đêm, ngoại trừ ăn cơm ra, đều đắm chìm ở tiên nhân thể đọc, hoàn toàn không nghĩ không ngủ. Mà phương thức đọc như vậy của Lâm Mặc rốt cục thu được hồi báo. Đinh, Ngươi đọc sơ cấp tiên nhân thể thành công, đạt được kỹ năng đặc thù sơ cấp tiên nhân thể, đạt được điểm quyển 500. Đinh, ngươi có được kỹ năng đặc thù sơ cấp tiên nhân thể, phải chăng tiến hành dung hợp? Dung hợp. Nhất thời một cổ năng lượng kinh khủng xuất hiện trên người lâm mặt, tiến hành một lần lại một lần cải tạo. Khoảng nửa giờ sau, năng lượng này mới biến mất. Mà lâm mặt cảm giác toàn thân lực lượng dư thừa, giống như có khí lực dùng không hết thể năng thân thể của Lâm Mặc đã xảy ra một lần lột xác khủng bố siêu phàm. Lâm Mặc lập tức mở bản thuộc tính ra xem xét. Hệ thống. Thần cấp thư viện, ký chủ. Lâm Mặc, số điểm. 6300, đi sang, ác. Khuyết tật, sức mạnh. 30, người bình thường là 10, phòng thủ. 30, người bình thường là 10, nhanh nhẹn. 30, 10 người bình thường, kỹ năng kỹ năng chiến đấu cao cấp, nhiệm vụ. Không nhìn số liệu thuộc tính kịch biến của mình, Lâm Mặc chỉ cảm thấy khủng bố. Một quyển sơ cấp tiên nhân thể dĩ nhiên để cho hắn có được gấp 3 người bình thường tố chất thân thể. Tố chất thân thể gấp 3 lần người bình thường, đã không phải là thể năng mà bình lính bình thường có thể đạt tới. Đây tuyệt đối là đạt tới tiêu chuẩn tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Thể năng gấp 3 lần, hơn nữa kỹ năng chiến đấu cao cấp. Lâm mặt suy đoán ngoài trừ bộ đội đặc chủng ra, hắn đều có lực đánh một trận. Hơn nữa thể chất của hắn biến thành tiên nhân thể, tiên nhân thể cường đại không chỉ có thế. Tiên nhân thể không chỉ đem thể năng của hắn cải tạo thành ba bội thể năng tố chất, đồng thời còn để cho hắn đạt được tiên nhân thể đặc thù năng lực. Đó chính là thực lực tăng phúc. Dưới tình huống sử dụng tiên nhân thể, hắn sẽ đạt được tốc độ công kích gấp 3, công kích lực lượng gấp 3, tốc độ khôi phục gấp 3 nói cách khác tại sử dụng tiên nhân thể dưới tình huống, hắn sẽ đạt được gấp 9 lần người bình thường thể năng. Cái này sẽ bộc phát khủng bố cỡ nào thực lực, như vậy thực lực tuyệt đối vượt qua bộ đội đặc chủng. Mạnh mẽ Lâm mặt lần đầu tiên cảm nhận được thực lực mang đến cảm giác cường đại. Lâm mặt vẽ mặt chờ mong, nếu như đem cách đấu kỹ năng toàn bộ đọc xong, đạt được tông sư cấp cách đấu kỹ năng, hắn sử dụng tiên nhân thể, thực lực có thể hay không cùng chân chính binh vương phân cao thấp đồng thời đối với trung cấp tiên nhân thể thư tịch thần tình thèm nhỏ giải. Nhưng là trung cấp tiên nhân thể thư tịch cần 3.000 điểm quyển, hắn điểm quyển còn kém xa đâu. Hắn hiện tại có thể đạt được điểm quyển phương thức chỉ có đọc sách. Về phần nhiệm vụ hệ thống, đến nay chưa từng xuất hiện. Lâm mặc cũng nghiên cứu qua bổ sung điểm quyển, chỉ là thư viện trên hệ thống căn bản tìm không thấy bổ sung điểm địa phương, hơn nữa cho dù có thể bổ sung giá trị, hắn cũng không biết có thể hay không sử dụng trên thế giới này tiền tệ. Lâm Mặc đứng dậy đi ra khỏi phòng, hắn đã vài ngày không có ra khỏi cửa, đầu bù tóc rối, tính toán hảo hảo tẩy rửa một phen. Sau đó tiếp tục quay lại và đọc các kỹ thuật chiến đấu bậc thầy. Nhanh chóng đem thực lực tăng lên, ở thế giới xa lạ, đối với hắn mà nói có cảm giác an toàn nhất tự nhiên là thực lực bản thân tăng lên. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4 Chương 04 Lôi chiến ngoại ý muốn, nữ binh đến Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Lâm mặt đi ngang qua sân huấn luyện, nhìn thấy đội đột kích lôi điện đang huấn luyện Huấn luyện là hàng ngày của bọn họ, tự như đọc sách là hàng ngày của hắn Lâm mặt sớm đã tập mãi thành thói quen Nhìn thấy lâm mặt, lôi điện đột kích đội mọi người có chút ngoài ý muốn mấy ngày nay lâm mặc đều trốn ở trong phòng đọc sách hiện tại vậy mà đi ra lôi chiến khách khí chào hỏi chào giáo viên lâm tuy rằng bọn họ chướng mắt lâm mặc nơi này là căn cứ huấn luyện đặc chủng ở bộ đội đặc chủng chỉ có thực lực cường đại mới được công nhận nhưng dù sao lâm mặc cũng là người phụ trách quân khu phái tới đối với bọn họ mà nói không chỉ là quan hệ hợp tác mà còn là người phụ trách căn cứ này lâm mặc gật đầu đáp lại chào lôi đội trưởng. Lôi chiến giống như nghĩ tới cái gì, nói với Lâm Mặc. Lâm giáo viên, nữ binh tập huấn hẳn là hai ngày này đưa tới, không biết ngài có ý kiến gì không? Lâm Mặc ánh mắt khẽ động, mấy ngày trước hắn đối với bộ đội đặc chủng huấn luyện căn bản không có bất kỳ ý kiến gì. Những điều này xét đột kích đội là chuyên nghiệp tự nhiên giao cho xét đột kích đội. Hắn chỉ là dự định ở chỗ này sinh tồn, đến lúc đó lại nhìn xem cái khác đường ra hiện tại hoàn toàn khác mấy ngày nay hắn cũng thuận tiện nghiên cứu phương pháp huấn luyện bộ đội đặc chủng ở thần cấp thư viện bên trong có mấy trăm loại huấn luyện bộ đội đặc chủng thư tịch trên trăm loại có thể tăng lên bộ đội đặc chủng thực lực thư tịch nếu có đầy đủ điểm quyển không nói là bộ đội đặc chủng coi như là binh vương hắn đều có thể huấn luyện ra chỉ là lâm mặt rất nhanh buông tha cho ý nghĩ này lâm mặt không cho rằng hắn là một thánh nhân điểm quyển chính hắn cũng không đủ huống chi lấy ra lãng phí chuyện không có đủ lợi ích hắn tuyệt đối sẽ không đi làm lâm mặt mỉm cười ta có thể có ý kiến gì đã sớm nghe nói lôi điện đột kích đội thực lực cường đại huấn luyện vô số thực lực cường đại bộ đội đặc chủng kinh nghiệm phong phú đương nhiên là tuân theo hình thức huấn luyện của các ngươi chuyện huấn luyện giao cho đội đột kích lôi điện hắn biết đội đột kích lôi điện cuối cùng sẽ huấn luyện chiến đội đặc biệt hỏa phượng hoàng ra chỉ cần lôi điện đột kích đội không nhằm vào hắn hắn hoàn toàn có thể làm một người trong suốt lời nói của lâm mặt khiến lôi chiến sửng sốt một chút mục đích chủ yếu nhất của hắn vẫn là vì đạt được quyền hạn huấn luyện của căn cứ huấn luyện hắn cũng không muốn để cho lâm mặt mò mẫm lăn qua lăn lại một phen đến lúc đó nữ binh huấn luyện thất bại không chỉ có đối với bọn họ lôi điện đột kích đội thanh danh có ảnh hưởng rất lớn đồng dạng làm cho bọn họ không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện của quân khu bị thủ trưởng quân khu trừng phạt. Hắn đã nghĩ ra vài phương pháp ứng đối với Lâm Mặc, chỉ là không ngờ Lâm Mặc lại dễ nói như vậy. Nhìn Lôi Chiến ngẩn người, Lâm Mặc không có thời gian chậm trễ, hắn hiện tại toàn bộ thời gian đều định dùng để đọc. Lôi đội trưởng, nếu như không có chuyện gì khác, tôi đi tắm trước. Lôi Chiến kịp phản ứng, chỉ về phía Lâm Mặc. Chỗ tắm ở bên kia, nơi này không có nước nóng, kính xin Lâm giáo sư có thể chấp nhận một chút. Lâm mặt cảm tạ. Đa tạ. Lâm mặt rời khỏi sân huấn luyện, lôi chiến nhìn bóng lưng Lâm mặt Lâm vào trầm tư. Lâm mặt đơn giản như vậy để cho bọn họ sử dụng phương thức huấn luyện của bọn họ tiến hành huấn luyện nữ binh, không biết là cố ý hay là có ý nghĩ gì khác. Hắn lại phát hiện trong lúc nhất thời không nhìn thấu thư sinh chỉ biết đọc sách này. Giáo viên hướng dẫn của đội đột kích lôi điện đi tới, hỏi lôi chiến. Lôi thần, thế nào rồi? lôi chiến thu hồi ánh mắt nói với hồ chí minh kế hoạch huấn luyện không thay đổi điều này làm cho hồ chí minh hơi kinh ngạc một chút nhưng cũng cho rằng đây là chuyện đương nhiên một thư sinh ra đời chưa sâu có thể có chủ kiến gì ngay tại lâm mặt đi vào phòng tắm thời điểm một chiếc quân xa lấy một cái tốc độ cực nhanh xuất hiện ở sân huấn luyện cách đó không xa điều này khiến cho mọi người trong đội đột kích lôi điện chú ý Tiếp theo một nữ binh đeo ba lô từ trên xe quân đội nhảy xuống. Có thể là thấy được lôi điện đột kích đội mọi người, trực tiếp hướng lôi điện đột kích đội mọi người đi tới. Nhìn thấy nữ binh, mọi người trong đội đột kích lôi điện nhau nhau buông tay xuống. Nữ binh đến trình diện. Tất cả mọi người nhìn về phía lôi chiến, lôi chiến lắc đầu. Ta không nhận được tin tức, bất quá thời gian cũng không kém nhiều lắm. Thiến Cương kỳ quái hỏi, chỉ là một cái nữ binh chẳng lẽ chúng ta tập huấn chỉ là vì huấn luyện một cái nữ binh phùng đông đông nói nếu là như vậy cấp trên không phải muốn đem nàng chỉnh đến chết hồ chí minh nhìn quân hàm nữ binh một chút quân hàm thiếu tá cấp bậc còn không thấp nữ binh rất nhanh đi tới lôi điện đột kích đội đối diện đối với lôi điện đột kích đội mấy người hỏi xin hỏi nơi này là hỏa phượng hoàng căn cứ huấn luyện hồ chí minh gật đầu không sai nữ binh thở phào nhẹ nhõm rốt cục tìm được địa phương nàng vì đi tới nơi này mà hao phí không ít tâm tư nữ binh lúc này nói ta là tới đưa tin các ngươi nơi này ai phụ trách mấy người sắc mặt quái dị lưu nghệ hỏi ngươi thật là tới báo danh nữ binh nữ binh có chút nghi hoặc chẳng lẽ những người này hoài nghi thân phận của nàng nàng khẳng định nói đúng vậy ta là tới đưa tin nếu như các ngươi không tin các ngươi có thể hỏi quân khu. Mấy người nhìn nhau cười. Nếu là tới đưa tin, liền đi một cái quy trình đi. Nữ binh nghi ngờ hỏi. Quy trình gì? Ba người đi ra, lộ ra nụ cười xấu xa với nữ binh. Tân binh nên đi theo quy trình. Ngay khi đấy lòng nữ binh cảm thấy không tốt, một bình chữa cháy bột phấn phun tới. Không đợi cô kịp phản ứng từ trong khiếp sợ, một thùng nước bùng từ đỉnh đầu cô ngã xuống khiếp sợ, không dám tin, nhục nhã, phẫn nộ, đủ loại cảm xúc xuất hiện trên khuôn mặt nữ binh sĩ. Nữ binh giống như không kịp phản ứng, sờ sờ đỉnh đầu của mình, nước bùng từ đỉnh đầu không ngừng chảy về phía gò má. Nữ binh rốt cục cũng kịp phản ứng, rống to một tiếng. Ta muốn giết các ngươi. Nàng phun lửa ánh mắt nhìn mọi người, nàng khi nào chịu qua như vậy đãi ngộ. Viên bảo lấy ra một sợi dây thừng. Như vậy tức giận rồi, quy trình của tôi còn chưa đi, để tôi đi một cái. Hắn nhào về phía nữ binh, muốn bắt lấy nữ binh. Nhưng trong nháy mắt hắn gặp phải phản kích sắc bén của nữ binh. Trong lúc nhất thời hắn cái này bộ đội đặt chủng thế nhưng ăn thiệt thòi không nhỏ. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động: Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 05. Giáo huấn nữ binh càng là quân đội hướng dẫn viên bạn đang nghe tại truyện chấm audio nhìn nữ binh một chiêu đánh lui viên bảo đội đột kích lôi điện nhất thời hứng thú nữ binh nhìn thấy mình đánh lui viên bảo công kích càng thêm sắc bén theo đó mà tới có thể tưởng tượng cảm xúc phẫn nộ trong lòng nàng viên bảo không dám ra tay nặng nề lại bị nữ binh đánh cho liên tiếp bại lui tuy rằng viên bảo không có dùng thực lực chân chính thực lực bộ đội đặt chủng ra tay đều là sát thủ kỹ không có khả năng ra tay với người một nhà, huống chi là nữ binh. Nhưng cho dù đối phó với một hai binh sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh như vậy cũng không thành vấn đề. Lôi chiến có chút khen ngợi nói. Nữ binh này có chút tài năng. Thiến cương thì ồn ào nói. Tiểu ông mật, người rốt cuộc có được hay không? Phùng đông đông vội vàng trả lời. Đàn ông sao có thể không được, chỉ là nhất thời không kịp phản ứng chịu thiệt. Phùng đông đông tiếp tục ra tay, trong lúc nhất thời hai người đánh đến khó bỏ khó phân thiến cương cùng lưu nghệ bên cạnh liếc nhau gia nhập chiến đấu đối mặt ba cái bộ đội đặc chủng cho dù là không sử dụng thực lực chân chính nữ binh cũng rất nhanh bị bắt được ba người không nói lời nào nắm lấy nữ binh đi tới bên cạnh vũng buồn trong sân huấn luyện trực tiếp ném nữ binh vào vũng buồn nữ binh không biết uống bao nhiêu ngụm nước buồn mới đứng lên nước buồn đầy người muốn chật vật bao nhiêu thì chật vật bấy nhiêu nhìn nữ binh chật vật mọi người trong đội đột kích lôi điện cười ha ha đây chính là hình thức hoan nghênh của bọn họ đối với tân binh hãy cho các tân binh biết rằng họ không ở đây để tận hưởng họ ở đây để vượt qua thử thách nữ binh nắm chặt nắm đấm cả đời nàng chưa bao giờ chịu qua sỉ nhục như ngày hôm nay cô hét lớn lũ lưu manh các người tôi nhất định phải báo lên bộ tư lệnh quân khu đuổi các người ra khỏi bộ đội đối mặt với sự phẫn nộ của nữ binh, đội đột kích lôi điện lơ đỉnh, chuyện như vậy bọn họ gặp nhiều rồi. Điểm khác biệt duy nhất là trước kia bọn họ huấn luyện nam binh, bây giờ là nữ binh. Nhìn vẻ mặt lôi điện này, nữ binh bày ra thân phận của mình, sau đó lại tiến hành tính sổ. Tôi là giáo viên hướng dẫn quân khu phái tới. Mọi người sửng sốt một chút, tưởng rằng mình nghe lầm. Thiến Cương không xác định hỏi. Lời ngươi vừa nói ngươi lặp lại lần nữa. Đàm Hiểu Lâm gằn từng chữ. Tôi là giáo viên hướng dẫn quân khu phái tới, trong ba lô của tôi có thư bổ nhiệm quân khu. Thấy vẻ mặt nữ binh không giống nói dối, sắc mặt lôi chiến hơi biến đổi, hắn ra hiệu với Hồ Chí Minh. Lão Hồ Ly, đi kiểm tra ba lô của cô ấy. Vâng. Hồ Chí Minh nhìn thoáng qua nữ binh trên vũng buồn, đáy lòng đã tin chín phần. Hắn vội vàng chạy tới, rất nhanh liền tìm được một phần bổ nhiệm thư hắn đưa thư bổ nhiệm cho lôi chiến lôi thần thật sự lôi chiến nhìn thoáng qua thư bổ nhiệm xác nhận với nữ binh đàm hiểu lâm giáo viên hướng dẫn quân khu phái tới đàm hiểu lâm ngẩng đầu cao ngạo khinh thường nhìn mọi người trong đội đột kích lôi điện không sai ta nói rồi ta sẽ khiến các ngươi hối hận hành vi vừa rồi của các ngươi cũng đủ để các ngươi ra tòa án quân sự rồi lôi chiến thấp giọng thầm mắng thật không biết quân khu làm cái gì trước là giáo viên thư sinh bây giờ là giáo viên nữ binh những người khác cũng là xấu hổ đắc tội quân khu giáo viên hướng dẫn tuyệt đối không có gì tốt trái cây ăn cũng không phải bọn họ sợ đàm hiểu lâm một nữ binh bọn họ căn bản không để ở trong lòng mà đàm hiểu lâm có quyền hạn rất lớn có thể báo lên thủ trưởng bộ tư lệnh căn cứ ai làm không tốt sẽ bị phạt hồ chí minh có chút lo lắng hỏi lôi chiến Lôi thần, làm sao bây giờ? Lôi chiến suy tư một chút, nhìn thoáng qua đàm hiểu lâm trên vũng bùng khóe miệng cười lạnh, thản nhiên nói. Chờ. Hồ Chí Minh gật đầu, hắn hiểu được ý tứ của lôi chiến. Giáo viên hướng dẫn quân khu đương nhiên phải để người phụ trách xử lý, người phụ trách trên danh nghĩa ở đây không phải bọn họ, mà là lâm mặt. Chẳng qua đáy lòng hắn không coi trọng lâm mặt, một thư sinh có thể có khí phách gì. Đáy lòng hắn thở dài, một trận trách phạt xem ra là không tránh khỏi. Nhìn Lôi Điện đột kích đội trầm mặt, không có chờ được nàng muốn xin lỗi, Đàm Hiểu Lâm lạnh lùng hỏi: "Như thế nào, các ngươi sợ?" Lôi Chiến trả lời: "Chuyện có thể làm cho chúng ta sợ còn chưa xuất hiện, bất quá chuyện này chúng ta sẽ báo lên người phụ trách căn cứ, chờ quyết sách của người phụ trách căn cứ." Đàm Hiểu Lâm lập tức hỏi: "Ai là người phụ trách căn cứ?" Lôi Chiến trả lời: lát nữa ngươi sẽ biết đàm hiểu lâm càng thêm nghi hoặc vậy hai người là ai lôi điện đột kích đội ta là đội trưởng lôi chiến điều này làm cho đàm hiểu lâm kinh hãi đội đột kích lôi điện cô tự nhiên biết trước khi đến nơi này cô đã nhận được tình báo cụ thể lôi điện đột kích đội cường đại đặc chủng tiểu đội chấp hành qua rất nhiều đặc chủng nhiệm vụ đến nay chưa từng thất bại qua nàng không nghĩ tới trên đội đột kích lôi điện còn có một người phụ trách thấy đàm hiểu lâm giật mình lôi chiến giải thích một chút vừa rồi chỉ là hiểu lầm chúng tôi coi cô là nữ binh được huấn luyện đàm hiểu lâm không giải thích tôi không chấp nhận lời giải thích của các anh cho dù tôi là nữ binh được huấn luyện các anh cũng không thể đối xử như vậy các anh đây là đùa dẫn lưu manh ngược đãi nữ binh lôi chiến cười lạnh nhìn thoáng qua đàm hiểu lâm trong mắt tràn đầy khinh thường nếu ngươi cho rằng đây là ngược đãi giáo viên hướng dẫn vẫn là mau chóng rời khỏi nơi này. Nói xong lôi chiến lộ ra hàm răng trắng. Bằng không ngươi sẽ thấy cái gì là địa ngục nhân gian chân chính. Bọn họ tiến hành huấn luyện đặc chủng, lễ rửa tội như vậy chẳng qua là món khai vị. Hắn lo lắng bất kể là giáo viên hướng dẫn trước mắt, hay là lâm mặt đến lúc đó đều chịu không nổi. Nói xong lôi chiến tránh đi không nói, chỉ đứng bên cạnh vũng buồn. Ngay khi đàm hiểu lâm muốn chất vấn gì đó, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện trên sân huấn luyện lúc này lâm mặt mới vừa tắm xong lôi chiến ý bảo hồ chí minh liếc mắt một cái hồ chí minh lập tức chạy chậm tới ngăn cản lâm mặt lâm mặt có chút kỳ quái nhìn hồ chí minh xa đối với lôi điện đột kích đội hắn tuy rằng tới nơi này vài ngày nhưng là rất ít tiếp xúc người phụ trách căn cứ này của hắn là hữu danh vô thực lôi điện đột kích đội căn bản không có đem hắn để ở trong lòng Bất quá Lâm Mặc tuân theo quy tắc người không phạm ta ta không phạm người. Bằng không lấy thực lực hiện tại của hắn, sử dụng tiên nhân thể, chưa chắc không thể cho lôi điện đột kích đội một cái hung hăng giáo huấn. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động: Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 06. Đắc tội Đàm Hiểu Lâm, đừng mực ra tay. Bạn đang nghe tại truyện.audio Lâm Mặt hỏi Giáo viên Hồ, có chuyện gì sao? Hồ Chí Minh không nhìn thấy đáy mắt Lâm Mặt biến hóa, vội vàng báo cáo với Lâm Mặt. Giáo viên Lâm, vừa rồi quân khu phái tới một giáo viên hướng dẫn, không biết anh có nhận được thông báo hay không? Giáo viên hướng dẫn Lâm Mặt sửng sốt một chút, hắn ngược lại nghĩ tới ai? Lại nhìn đội đột kích lôi điện tụ tập ở vũng bùng xa xa lâm mặt giống như hiểu rõ chuyện gì xảy ra lâm mặt mỉm cười trả lời không có nói tình huống với giáo viên hướng dẫn hồ chí minh xấu hổ giải thích là như thế này vừa rồi có một nữ binh đến đưa tin chúng tôi tưởng là tân binh đưa tin dùng hình thức rửa tội của tân binh rửa tội một lần chỉ là thật không ngờ cô ta lại ra lệnh điều động quân khu là giáo viên hướng dẫn của căn cứ huấn luyện đặc biệt hỏa phượng hoàng hồ chí viễn tránh nặng thì nhẹ lâm mặc kể lại chuyện vừa rồi giáo viên hướng dẫn này là hoàn toàn đắc tội nếu lại đắc tội với người phụ trách căn cứ đây cũng không phải là rời khỏi căn cứ tập huấn đơn giản như vậy đàm hiểu lâm lâm mặc ngược lại có hứng thú cũng không phải hắn cảm thấy hứng thú với đàm hiểu lâm hắn là lo lắng đàm hiểu lâm đến sẽ ảnh hưởng đến việc hắn tiếp tục ở lại đây mang đến cho hắn phiền toái rất lớn lâm mặc hiện tại cho rằng không có nơi nào thích hợp đọc sách hơn nơi này căn cứ huấn luyện đặc chủng yên tĩnh hẻo lánh còn có quyền hạn đặc thù hoàn toàn thích hợp hoàn cảnh hán độc lâm mặc nói với hồ chí minh đi chúng ta qua đó xem thử vâng lâm mặc cùng hồ chí minh rất nhanh đi tới bên cạnh vũng buồn thấy lâm mặc mọi người đều cúi chào giáo viên lâm lâm mặc đối với lôi điện đột kích đội mọi người gật gật đầu xem như chào hỏi lúc này mới đánh giá đầm bùng bên trong đàm hiểu lâm một thân chật vật, vẻ mặt lửa giận, trận mắt nhìn mọi người. Lôi chiến lúc này đem điều lệnh đưa cho lâm mặt, lâm mặt chỉ nhìn thoáng qua, nói với đàm hiểu lâm trên vũng buồn. Đàm hiểu lâm thiếu tá, tiến sĩ trường quân đội quốc phòng tốt nghiệp, đến từ đại đội tâm lý chiến quân khu. Đàm hiểu lâm hỏi lâm mặt, ngươi là ai? Lâm mặt tự giới thiệu. Lâm mặt giáo viên căn cứ huấn luyện đặc biệt hỏa phượng hoàng, người phụ trách đàm hiểu lâm vẻ mặt gặp quỷ nàng thật sự không thể tưởng được lâm mặt lại là người phụ trách căn cứ huấn luyện hỏa phượng hoàng lâm mặt quá mức trẻ tuổi không chỉ có tuổi trẻ thân thể suy nhược thư sinh khí tức thập phần nặng cùng bộ đội đặc chủng hoàn toàn không liên quan cho dù nàng không phải bộ đội đặc chủng cũng biết bộ đội đặc chủng hình tượng khổng võ hữu lực thực lực cường đại không giống lâm mặt da mịn thịt mềm làn da so với nữ tử đều muốn trắng cùng nhẵn nhụi vừa nhìn chính là sống an nhàn sung sướng chủ. Kỳ thật đây là kết quả cải tạo tiên nhân thể. Đàm Hiểu Lâm nhìn biểu tình của đội đột kích lôi điện phía sau Lâm mặt, nàng không thể không tin tưởng người này thật sự là người phụ trách căn cứ huấn luyện đặc biệt hỏa phượng hoàng. Đàm Hiểu Lâm hít sâu một hơi. Cô đã là người phụ trách nơi này, tôi muốn khiếu nại bình lính nơi này của cô không có tố chất. Lâm mặt trên mặt không có bất kỳ biểu tình nào. Chuyện vừa rồi ta nghe nói, bọn họ chỉ coi ngươi là tân binh, tiến hành tẩy lễ tân binh. Đàm hiểu lâm cười lạnh. Chẳng lẽ một hiểu lầm coi như xong? Nàng thế nhưng là muốn hảo hảo ra một ngụm ác khí. Lâm mặt khoát tay hỏi. Vậy ngươi muốn thế nào? Đàm hiểu lâm suy tư một chút, hiện tại không cần phải đắc tội với những người này, muốn huấn luyện chiến đội hỏa phượng hoàng đặc biệt còn cần những người này trợ giúp. Đàm hiểu lâm nói ra giới hạn lui một vạn bước của cô binh lính của cô không có kỹ cương, bắt nạt nữ binh, xin lỗi, để cho tất cả bọn họ xin lỗi tôi. Bằng không ta liền báo lên quân khu, đem các ngươi toàn bộ người đưa lên tòa án quân sự, không chỉ có cho ngươi gặp phải chế tài, còn muốn cho các ngươi cút ra khỏi bộ đội. Bộ đội không cần đám binh lưu manh các ngươi. Lâm mặt nở nụ cười, đàm hiểu Lâm quá ngây thơ, căn bản không biết rõ nơi này rốt cuộc là địa phương nào. Lâm mặt đưa mắt nhìn về phía lôi chiến lôi đội trưởng ngươi nói suy nghĩ cùng ý kiến của ngươi đi lôi chiến thật không ngờ lâm mặt đem vấn đề ném cho bọn họ lôi chiến không chút do dự trả lời xin lỗi là không thể nào việc này có thể báo lên quân khu chúng ta phục tùng bất cứ quyết định nào của quân khu hơn nữa thân phận người này còn đang chờ điều tra mặc dù có lệnh thuyên chuyển nhưng chúng ta cũng không nhận được mệnh lệnh liên quan Lực lượng đặc biệt có một hiệp ước bí mật với các quy tắc cao nhất và chúng tôi có thể sử dụng bất kỳ phương tiện nào khi cần thiết để ngăn chặn tiết lộ bí mật. Lôi chiến vừa dứt lời, đàm hiểu lâm nổi giận trống to. Ngươi đánh rắm. Nàng thật không ngờ những người này không chỉ không xin lỗi, còn vu oan hãm hại nàng. Triệu mục đối với lôi chiến hỏi. Gặp phải tình huống như vậy các ngươi xử lý như thế nào? Lôi chiến lớn tiếng trả lời. Trước tiên bắt lại, xác minh rõ thân phận rồi tiến hành xử trí. Lâm Mặc tán thành lời nói của Lôi Chiến, hỏi Lôi Chiến: "Nơi này có phải có một nơi giam giữ phạm nhân hay không?" Hình như anh thấy đội đột kích sắm xét vì huấn luyện nữ binh đã sớm xây dựng một thủy lao giam giữ nữ binh, là nơi dùng để trừng phạt nữ binh phạm sai lầm. Lôi Chiến không rõ vì sao Lâm Mặc đột nhiên hỏi như vậy, lập tức trả lời: "Đúng vậy." Lâm Mặc dùng ngón tay chỉ đàm hiểu Lâm bắt cô ta lại sau đó xác minh thân phận với quân khu lôi chiến sửng sốt hắn chỉ thuận miệng tìm một cái cớ có lệnh thuyên chuyển thân phận của đàm hiểu lâm căn bản không thể giả nhưng lâm mặc lại cho là thật thấy lôi chiến không hành động lâm mặc hỏi lôi chiến lôi đội trưởng có vấn đề gì sao nhìn ánh mắt bình tĩnh của lâm mặc không biết vì cái gì lôi chiến đáy lòng có một loại cảm xúc bất an xuất hiện lời sắp nói nuốt trở lại vội vàng trả lời. Không có. Sau đó lập tức ra lệnh. Lão Hồ Ly, Diêm Vương, lập tức bắt người lại. khinh người quá đáng, đàm hiểu lâm tức giận đến phát trung. Vô pháp vô thiên, ta muốn giết các ngươi. Đàm hiểu lâm từ trên vũng bùng nhảy dựng lên, hướng lâm mặt giết tới. Đáy mắt lâm mặt phát lạnh, tiên nhân lưu chuyển trên người. Lực lượng khủng bố xuất hiện, bắt lấy đàm hiểu lâm đang chạy như bay, sau đó một cước đá ra. Một tiếng kêu thảm thiết, đàm hiểu lâm bay ngược trở về, hung hăng nện vào vũng buồn, nửa ngày cũng không đứng lên. Đây là hậu quả lâm mặt lưu thủ, hắn chỉ sử dụng không đến một nửa thực lực của tiên nhân. Nhưng chính như vậy cũng có thể trong nháy mắt đánh chết cao thủ cách đấu được huấn luyện nghiêm chỉnh như đàm hiểu lâm. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu vip Thời gian hoạt động ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 7 Đàm Hiểu Lâm phẫn nộ Nhất định sẽ làm cho ngươi Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Biến hóa đột nhiên làm cho mọi người sửng sốt một chút Đàm Hiểu Lâm đột nhiên nổi lên tập kích Vẫn là Lâm mặt ngang nhiên ra tay Lâm mặt nhìn thoáng qua Đàm Hiểu Lâm trên vũng buồn Phân phó lôi chiến Chuyện kế tiếp giao cho các ngươi nói xong mang theo bước chân thoải mái rời đi hắn làm như vậy xem như đắc tội đàm hiểu lâm hắn cũng không phải vì đội đột kích lôi điện mà ra tay một là nếu như vậy thật sự có thể khiến đàm hiểu lâm rời đi tuyệt đối có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái cho anh còn có một cái là chấn nhiếp đội đột kích lôi điện gõ sơn chấn hổ giáo viên hướng dẫn quân khu hắn cũng không có để ở trong lòng huống chi là đội đột kích lôi điện đừng để họ làm những việc nhỏ nhặt nhìn lâm mặt rời đi mọi người trong đội đột kích lôi điện mới kịp phản ứng sắc mặt hồ chí viễn bất đắc dĩ nhìn lôi chiến hỏi lôi thần làm sao bây giờ hắn không ngờ sự tình lại phát triển đến mức này giáo viên hướng dẫn quân khu người quân khu phái tới giám sát huấn luyện của bọn họ địa vị không thấp hơn lâm mặt làm cho hắn lo lắng nhất chính là đàm hiểu lâm có tư cách đem bất cứ tình huống nào của căn cứ huấn luyện báo lên quân khu hắn thật không ngờ phong cách làm việc của lâm mặc lại nằm ngoài dự đoán của bọn họ nếu đàm hiểu lâm báo lên quân khu bọn họ sẽ gặp phiền toái lôi chiến sắc mặt âm tình bất định nhìn bóng lưng lâm mặc thật sâu lúc này mới mở miệng còn có thể làm sao bây giờ dựa theo mệnh lệnh đi làm thiến cương và lưu nghệ lập tức đi xuống mang đàm hiểu lâm đi nhìn đàm hiểu lâm bị mang đi ánh mắt hận ý này hồ chí minh bất đắc dĩ nói giáo viên hướng dẫn này xem như hoàn toàn đắc tội lôi chiến không để ý đàm hiểu lâm người như đàm hiểu lâm vẫn còn trong tay hắn hắn để ý lâm mặt đặc biệt là lúc lâm mặt ra tay hắn cảm thấy tim đập nhanh lôi chiến nói giáo viên hướng dẫn đắc tội liền đắc tội lật không nổi sóng lớn gì chỉ là này lâm giáo viên vừa rồi hắn ra tay nháy mắt ngươi thấy được sao sắc mặt hồ chí viễn ngưng trọng lực lượng của hắn rất mạnh góc độ xuất thủ lại càng đạt tới trình độ hoàn mỹ, hắn tuyệt đối là một cao thủ, không giống như chúng ta nhìn thấy. Bọn họ là cao thủ, lâm mặt ra tay trong nháy mắt có thể chém trúng một vài thứ. Lôi chiến trầm tư một chút nói. Xem ra chúng ta có chút xem thường lâm giáo sư. Hồ Chí Minh ngược lại có thể hiểu được. Người phụ trách quân khu phái tới, sao có thể là khoa tay múa chân? Quân khu nếu phái lâm mặt đến, cũng không nhất định là đi cửa sau, có thực lực cũng chuyện bình thường lôi chiến gật gật đầu hắn cho rằng hồ chí minh nói rất có đạo lý lôi điện nhắc nhở quan sát thêm một chút tạm thời không nên nảy sinh xung đột với hắn vâng lâm mặt xử lý xong chuyện của đàm hiểu lâm liền không chú ý nữa so sánh với những thứ này đọc mới là giai điệu chính của hắn trong sách tự có hoàng kim ốc trong sách tự có nhan như ngọc Lâm mặt lập tức cầm lấy kỹ năng chiến đấu cấp đại sư đọc lên. "Đinh, ngươi đọc đại sư cấp cách đấu kỹ năng, đạt được độc điểm quyển 10." "Đinh, ngươi đọc đại sư cấp cách đấu kỹ năng, đạt được độc điểm quyển 10." "Đinh, ngươi đọc đại sư cấp cách đấu kỹ năng, đạt được độc điểm quyển 10." Trong một vũng bùn dơ bẩn, đầy thịt thối, mùi hôi thối bốc lên trời. Sắc mặt Đàm Hiểu Lâm trắng bệch, bị giam giữ ở đây. Nàng khi nào gặp qua như vậy ác liệt hoàn cảnh, gây mũi mùi hôi thối làm cho nàng nhìn không được nôn mửa lên. Rắc một tiếng từ đỉnh đầu truyền đến, hàng rào trên đỉnh đầu bị mở ra. Phía trên truyền đến thanh âm lạnh lùng của lôi chiến. Giáo viên hướng dẫn, chúng tôi vừa mới xác nhận thân phận của anh với quân khu, thân phận của anh không có vấn đề, anh có thể đi ra. Đàm Hiểu Lâm lập tức từ trong thủy lao bò ra. Mặc kệ ánh mắt mọi người, ngồi sổng trên mặt đất nôn ra hơn nửa ngày mới bình tĩnh lại ngắn mũi non nửa giờ nàng giống như bệnh nặng một hồi đồng dạng đàm hiểu lâm ánh mắt lộ vẻ sầu thảm nhìn đám người lôi chiến thê các ngươi chờ đó cho ta ta sẽ khiến các ngươi hối hận vì hành động vừa rồi của các ngươi cảnh ngộ vừa rồi là khuất nhục cả đời này nàng không thể tưởng tượng nàng thề nhất định phải báo lên quân khu đuổi những người này ra khỏi bộ đội lôi chiến hoàn toàn không bị đàm hiểu lâm uy hiếp nói với đàm hiểu lâm Xem ra giáo viên hướng dẫn hoàn toàn không hiểu nơi này là địa phương nào. Đàm Hiểu Lâm lạnh lùng hỏi, chẳng lẽ nơi này là nơi ngoài vòng pháp luật? Lôi Chiến sắc mặt bình tĩnh trả lời Đàm Hiểu Lâm, bất kỳ địa phương nào cũng không phải là nơi ngoài vòng pháp luật, thế nhưng giáo viên hướng dẫn biết cái gì gọi là thiên thiên bất ứng, kêu địa địa bất linh sao? Lôi Chiến chỉ chỉ dưới chân mình. Nơi này chính là. Giáo viên hướng dẫn là người có văn hóa có học thức càng là một người thông minh nếu tôi là giáo viên hướng dẫn tôi sẽ rời khỏi nơi này ngay bây giờ vô luận là lâm mặt hay là đàm hiểu lâm đối với đội đột kích lôi điện của bọn họ mà nói đều là không được hoan nghênh có thể lấy đi một cái là một cái đàm hiểu lâm thật không ngờ những người này đến bây giờ còn cuồng như vậy còn dám khẩu xuất cuồng ngôn nói ra lời kinh thế hải tục như vậy đàm hiểu lâm không dám tin nói các người căn bản không phải quân nhân mà là binh lưu manh cũng xin nhớ kỹ lời ta nói ta nhất định phải đưa các ngươi lên tòa án quân sự các ngươi ai cũng trốn không thoát lôi chiến nở nụ cười nói với đàm hiểu lâm vậy là tốt nhất tôi vừa lúc muốn tìm một cơ hội nghỉ ngơi đàm hiểu lâm tức giận đến phát run thân hình run rẩy chỉ vào lôi chiến nửa ngày cũng không nói nên lời lôi chiến nên nhắc nhở đã nhắc nhở đàm hiểu lâm lựa chọn như thế nào không nằm trong phạm vi suy nghĩ của hắn đàm hiểu lâm như vậy cũng chịu không nổi, huống chi là huấn luyện bộ đội đặc chủng kế tiếp. Đó mới thật sự là thiết huyết vô tình cùng tàn khốc. Lôi chiến nói xong xoay người rời đi, đổ duy viễn ở lại, do dự một chút vẫn nói với đàm hiểu lâm. Giáo viên hướng dẫn, nếu định tắm rửa, ở cách đó không xa. Tình huống trên người đàm hiểu lâm quá tệ. Hồ Chí Minh vẫn nhiệt tình chỉ cho đàm hiểu lâm vị trí tắm. Nhìn lôi điện đột kích đội rời đi, đàm hiểu lâm nắm nắm đấm ngón tay bóp đến lòng bàn tay. Ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi, làm cho các ngươi hối hận. Ngửi ngửi trên người, mùi hôi thối truyền đến, nàng lần nữa nôn khang vài cái, vội vàng hướng về tắm rửa vị trí chạy đi. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 08. Ta thích đọc sách chỉ thích đọc sách bạn đang nghe tại truyện chấm audio lâm mặc mang theo một cái ghế ngồi ở cột cờ phía dưới không ngừng nhìn đại sư cấp cách đấu kỹ năng hắn dự định ở thời gian hai ngày kế tiếp đem cương lĩnh kỹ xảo chiến đấu cấp đại sư đọc xong sau đó nắm giữ kỹ xảo chiến đấu cấp đại sư nắm giữ đại sư cấp cách đấu kỹ xảo cho dù không sử dụng tiên nhân thể hắn dựa vào gấp ba thân thể tố chất cũng coi như là một cao thủ hẳn là có thể đạt tới trình độ thấp nhất của bộ đội đặc chủng đương nhiên bộ đội đặc chủng không thể dùng thực lực như vậy đơn thuần đến cân nhắc hắn còn thiếu một cái cực kỳ trọng yếu kỹ năng đó chính là xả kích bất kỳ một bộ đội đặc chủng nào cũng là cao thủ xả kích dù sao vũ khí tác chiến mới là giai điệu chính của thế giới này lâm mặt rất là chờ mong nếu như đạt được càng thêm cao cấp tiên nhân thể có phải hay không có thể có đỡ đạn chi năng trong nháy mắt khiến nhiệt tình đọc sách của lâm mặc tăng vọt rất nhiều lúc này lôi chiến đi tới nhìn lâm mặc đang đọc sách hắn tuy rằng đã tập mãi thành thói quen bởi vì mấy ngày nay biểu hiện của lâm mặc chính là như vậy thích sách như mạng hắn rất là hiểu không được nhưng vừa rồi lâm mặc triển lộ một tay bất kể là thực lực không kém của lâm mặc hay là thủ đoạn đối đãi với đàm hiểu lâm đều làm cho hắn không dám khinh thường như trước đem lâm mặt trở thành một thư sinh cái gì cũng không hiểu lôi chiến báo cáo với lâm mặt giáo viên lâm thân phận đàm hiểu lâm đã được xác minh là giáo viên hướng dẫn quân khu phái tới lâm mặt cũng không ngẩng đầu gật gật đầu biết rồi hiển nhiên hắn căn bản không có đem chuyện này để ở trong lòng thấy lâm mặt căn bản không thèm để ý lôi chiến vẫn nhắc nhở chuyện hôm nay cô ấy có thể sẽ báo lên quân khu mang đến không ít phiền toái cho giáo viên Lâm và chúng ta. Lâm mặt để sách xuống, ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt như cười như không nhìn Lôi Chiến. Đây không phải là chuyện rất tốt sao, huấn luyện nữ binh trở thành bộ đội đặc chủng là chuyện cơ hồ không có khả năng. Nếu thủ trưởng quân khu vì vậy mà giải tán đặc huấn chiến đội Hỏa Phượng Hoàng, đối với chúng ta mà nói chẳng phải là chuyện tốt, đỡ phải lãng phí thời gian của chúng ta đôi mắt trong suốt đen kịt của lâm mặt tựa như có thể nhìn thấu ý nghĩ của lôi chiến lôi chiến đấy lòng cả kinh hắn không biết lời này của lâm mặt là có ý gì đó là suy nghĩ thực sự của họ và họ đã đưa ra ý kiến phản đối với người đứng đầu quân khu chỉ có điều sự phản đối không hiệu quả bởi vì bọn họ là bộ đội đặc chủng không ai hiểu rõ hơn bọn họ muốn huấn luyện nữ binh trở thành bộ đội đặc chủng có thể tác chiến là chuyện khó khăn cỡ nào đây là một nhiệm vụ gần như bất khả thi lôi chiến bất động thanh sắc đối với lâm mặc nghĩa chính ngôn từ nói đến lâm giáo viên lời nói ta không rõ chúng ta là quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh làm thiên chức quân khu bảo chúng ta huấn luyện chiến đội hỏa phượng hoàng bất kể khó khăn cỡ nào chúng ta cũng sẽ hoàn thành lâm mặc không thể phủ nhận đối với lôi chiến gật gật đầu hy vọng như thế về chuyện giáo viên đàm tôi không thích phiền phức nhưng có phải là người sợ phiền phức không Lâm mặt so với lôi chiến rõ ràng hơn, đàm hiểu Lâm báo cáo quân khu cơ hội là không có tác dụng gì. Nếu thủ trưởng quân khu ngay cả chút độ khoan dung này cũng không có, chiến đội đặc biệt nữ căn bản không cần huấn luyện. Muốn trách thì trách đàm hiểu Lâm căn bản không có tiếp xúc qua huấn luyện đặc chủng, căn bản không biết bộ đội đặc chủng huấn luyện như thế nào. Lâm mặt khoát tay. Được rồi, các ngươi đi làm việc của các ngươi là được nhìn lâm mặt tiếp tục đặt ánh mắt lên quyển sách trong tay sắc mặt lôi chiến biến hóa một chút nói với lâm mặt vậy không quấy rầy giáo viên lâm nữa nói xong xoay người rời đi lúc này thanh âm lâm mặt truyền đến đúng rồi tôi là một người thích đọc sách chỉ thích đọc sách lôi chiến dừng bước một chút sau đó tiếp tục đi về phía trước chẳng qua bước chân nặng nề hơn vài phần lôi chiến rời đi lâm mặt mỉm cười lôi điện đột kích đội là một phiền toái nhưng chỉ là phiền toái hy vọng không nên tự tìm mất mặt lâm mặc tự tin không sử dụng vũ khí dưới tình huống hắn mở ra tiên nhân thể một người có thể đối mặt toàn bộ lôi điện đột kích đội nếu như cho hắn thêm chút thời gian hắn nắm giữ kỹ năng chiến đấu cấp tông sư hắn có nắm chắc rất lớn đánh bại lôi điện đột kích đội lâm mặc tiếp tục nhìn say sưa đinh ngươi đọc đại sư cấp cách đấu kỹ xảo cương lĩnh Đạt được độc điểm quyển 10. Đinh, ngươi đọc đại sư cấp cách đấu kỹ xảo cương lĩnh. Đạt được độc điểm quyển 10. Đinh, ngươi đọc đại sư cấp cách đấu kỹ xảo cương lĩnh. Đạt được độc điểm quyển 10. Ngay khi lâm mặt đắm chìm trong đọc sách, một chiếc xe quân sự xuất hiện trên sân huấn luyện. Mấy người đội đột kích lôi điện lập tức sửa sang lại trang phục. Đến rồi. Xe quân đội dừng lại, một đám nữ binh tò mò từ trên xe quân đội nhảy xuống đang liếu ríu hưng phấn đánh giá hết thảy căn cứ huấn luyện. Một chút cảm giác nguy cơ cùng cấp bách khi tiến vào căn cứ huấn luyện đặc chủng. Nhìn thấy màn trình diễn của nhóm nữ binh sĩ này, mọi người trong đội xung kích sắm xét lắc đầu, rất thất vọng, tệ hơn nhiều so với dự đoán của họ. Tuyển chọn nữ binh không có khả năng đạt tới tiêu chuẩn nam binh, điểm ấy nằm trong dự liệu. Nhưng kỷ luật tan rã như vậy căn bản không giống như là tới tập huấn, thoạt nhìn là tới nghỉ phép diêm cương đối với nữ binh vị trí âm dương quái khí nói bao lớn bao nhỏ các nàng thật sự đem nơi này trở thành làng du lịch lưu nghệ cười nói nữ binh mà sắc thái tình cảm phong phú có thể họ còn không biết rốt cuộc họ đến đây làm gì phùng đông đông lắc đầu thở dài thật không biết các nàng là nghĩ như thế nào nếu là đặt ở nam bộ đội đặt chủng bộ đội lựa chọn các nàng liền đi tới nơi này cơ hội đều không có chúng ta chọn lựa và khảo hạch nam binh từ lúc bọn họ lên xe, chỉ có tinh nhuệ nhất mới có thể bước vào căn cứ huấn luyện. Xem tình huống các nàng căn bản không rõ các nàng tới nơi này là vì cái gì. Ngưu Thanh Phong cười ha ha. Yên tâm, không bao lâu nữa các nàng sẽ biết nơi này là địa phương nào. Đại úy đưa đội chạy chậm lại, cúi chào Lôi Chiến. Lôi thần, nữ binh nên lên tới 139 người, thực ra là 138 người. Lôi chiến nhướng mày. Còn có một người đâu? Thượng úy trả lời. Lúc lên xe kiểm kê nhân số vẫn còn, lúc xuống xe đã không thấy tâm hơi, có thể là sợ hãi làm lính đào ngủ. Chúng ta rất nhanh sẽ tìm người trở về. Lôi chiến gật đầu. Làm phiền các ngươi, kế tiếp giao cho chúng ta. Được rồi. Thượng úy chào quân lễ, chạy về, lái xe rời đi. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 09. Nữ binh đến, tân binh tẩy lễ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Hồ Chí Minh nhìn lôi chiến hỏi. Lôi thần, làm sao bây giờ? Ý của hắn là có nên xin chỉ thị của Lâm Mặc hay không, nhìn ý kiến của hắn một chút. Lôi chiến nhìn thoáng qua Lâm Mặc đang đọc sách, nghĩ đến lời nói của lâm mặt nói với hồ chí minh cứ tiến hành lễ rửa tội cho nữ binh như kế hoạch lúc trước của chúng ta điều này khiến hồ chí minh có chút lo lắng phương thức huấn luyện của chúng ta quá mức tàn khốc tôi lo lắng giáo viên lâm và giáo viên hướng dẫn đều chịu không nổi dẫn tới phiền toái không cần thiết lôi chiến đáy lòng cũng có lo lắng như vậy nhưng lôi chiến vẫn cho rằng phải dựa theo trình tự tiến hành huấn luyện nếu như ngay cả điểm ấy đều chịu không nổi, ta sẽ hướng quân khu sinh rời đi nơi này, các nàng không có bất kỳ hy vọng, căn bản không có khả năng trở thành bộ đội đặc chủng. Hồ Chí Minh yên lặng gật đầu, đồng ý với ý nghĩ của lôi chiến. Lôi chiến lập tức ra lệnh. Mọi người chuẩn bị tiến hành lễ khai vị cho tân binh. Vâng. Đội đột kích lôi điện dưới sự dẫn dắt của lôi chiến đi về phía vị trí nữ binh. Nhìn thấy đội đột kích sắm xét đi tới, Nữ binh An Tĩnh không ít đánh giá mấy người đội đột kích sắm xét. Người thông minh đã nghĩ tới mấy cái này mặt lạnh đại hán có thể là phụ trách các nàng lần này huấn luyện người. Một cái lá gan hơi lớn nữ binh mở miệng hỏi. "Xin hỏi, các ngươi là lần này tập huấn huấn luyện viên sao?" Hồ Chí Minh mỉm cười đáp lại nữ binh. "Đúng vậy, chúng tôi là huấn luyện viên tập huấn lần này." Nữ chiến binh cổ vũ và tự hào vì đã đoán được danh tính của trader nhìn nữ binh hoang hô, hồ, hồ Chí Minh hỏi. Vậy các ngươi biết nơi này là địa phương nào không? Nữ binh không cần nghĩ ngợi trả lời. Đây là căn cứ huấn luyện đặc biệt hỏa phượng hoàng, chúng tôi là nữ binh tới đưa tin. Hồ Chí Minh lại hỏi. Vậy các ngươi biết cái gì là căn cứ huấn luyện đặc biệt, cái gì là bộ đội đặc chủng không? Nữ binh suy nghĩ một chút, hồi đáp. Căn cứ huấn luyện đặc biệt là nơi huấn luyện cao thủ tác chiến, bộ đội đặc chủng chính là cao thủ tác chiến nói xong vội vàng bổ sung bộ đội đặc chủng là vinh quang cao nhất của quân nhân mỗi người đều muốn trở thành bộ đội đặc chủng hồ chí minh có chút tán thưởng nhìn nữ binh ngươi trả lời rất có đạo lý cậu có biết làm thế nào để trở thành lính đặc chủng không nữ binh nhất thời không trả lời được lắc đầu tôi không biết cô căn bản không nghĩ tới vấn đề này hồ chí minh nói ngươi không biết, chúng ta cũng không biết. Hồ Chí Minh nói xong sắc mặt biến hóa, vẻ mặt lãnh khốc. Nhìn các ngươi xem, không nói các ngươi có thể năng gì, kỹ năng gì. Với phẩm chất kỷ luật quân sự như các bạn, trong mắt chúng tôi không nhìn thấy một đội ngũ được đào tạo, mà là một đám vô lại. Thật không biết là ai cho các ngươi dũng khí tới tham gia đặc chủng tập huấn chúng ta không biết như thế nào đem như vậy các ngươi huấn luyện trở thành bộ đội đặc chủng. Tôi nghĩ đây là chuyện đầm rồng hang hổ, nếu không phải mệnh lệnh quân khu, các anh đã bị đào thải toàn bộ rồi. Bây giờ để sắp xếp lại bộ mặt và kỷ luật quân đội của các bạn, tất cả các thành viên trong đội sẽ tiến hành một buổi tập khởi động dài 5 km xung quanh sân tập. 5 km tập luyện toàn bộ nữ binh không thể tưởng tượng nổi nhìn Hồ Chí Minh xa, chạy đường dài 5 cây số, với tình huống hiện tại của các nàng rất khó hoàn thành. Một nữ binh báo cáo. Huấn luyện viên, có thể cho chúng tôi nghỉ ngơi vài phút sắp xếp đồ đạc một chút rồi tiến hành huấn luyện không các nàng tới nơi này tỉ mỉ chuẩn bị không ít vật phẩm toàn bộ đặt ở trong ba lô hồ chí viễn hừ lạnh tưởng rằng nơi này là chợ đường lớn có thể mặc cả ở đây chỉ có một quy tắc phục tùng mệnh lệnh kiên quyết phục tùng mệnh lệnh nhìn chúng nữ do dự lôi điện đột kích đội mấy người cũng sẽ không nuông chiều các nàng mấy người diêm cương đi tới cầm lấy súng trường đột kích trong tay điên cuồng bắn vào không trung trong miệng lớn tiếng truyền đạt mệnh lệnh chạy lên toàn bộ mọi người dựa theo mệnh lệnh chạy lên nếu là ai không hoàn thành được nóng người huấn luyện sớm cút trở về cút trở về trong bộ đội của các ngươi nữ binh bị tiếng súng dọa sợ bất chấp oán giận đội đột kích sắm xét lạnh khóc vô tình lập tức chạy vòng quanh sân huấn luyện dưới chỉ thị của đội đột kích sắm xét thấy nữ binh chạy hồ chí minh cười mắng được nuông chiều từ bé thế nào cũng phải mài giũa tính tình các ngươi thấy tốc độ nữ binh có chút chậm phùng đông đông hét lớn các ngươi là rùa đen sao chạy chậm như vậy nhanh tốc độ nhanh lên xui xẻo nhất chính là mấy cái bao lớn bao nhỏ nữ binh phụ trọng ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc chạy bộ của các nàng rất nhanh liền rơi vào phía sau đội ngũ thấy tình huống như vậy thiến cương lắc đầu thở dài thật không biết trong đầu các nàng chứa cái gì cổng gia sản toàn thân tới tham gia tập huấn bộ đội đặc chủng chúng ta lúc trước huấn luyện nam binh người nào không phải tinh nhuệ trong tinh nhuệ không chỉ có nghiêm khắc quân kỷ bọn hắn tại bất cứ thời điểm nào đều có nguy cơ cảm giác cho mình sáng tạo tốt nhất sinh tồn hoàn cảnh hoàn toàn không ai trong số họ tự gây thêm gánh nặng cho mình và tăng nguy cơ bị loại như những người phụ nữ này hồ chí minh giải thích nữ binh mà không phân biệt được nặng nhẹ là chuyện bình thường lôi chiến cười lạnh ra lệnh vậy nghĩ biện pháp để cho các nàng phân rõ nặng nhẹ thượng tài nghệ để cho các nàng thanh tĩnh tỉnh táo biết nơi này rốt cuộc là địa phương nào đối phó với binh lính như vậy bọn họ kinh nghiệm rất là phong phú hồ chí minh có chút lo lắng lôi thần chuyện này thật sự không có vấn đề sao dùng phương thức huấn luyện của nam binh huấn luyện những nữ binh này hiện tại nhìn thấy tình huống của những nữ binh này quá tệ hồ chí minh lo lắng những nữ binh này gánh không nổi lôi chiến không thèm để ý nói có thể có vấn đề gì phóng tới trên chiến trường chẳng lẽ còn phân nam nữ sao muốn trở thành bộ đội đặc chủng nhất định phải trải qua các loại đau khổ cứ như vậy trên chiến trường sống không quá ba giây nếu đào thải như vậy vô luận đối với họ hay là đối với chúng ta mà nói đều là chuyện tốt những nữ binh này đưa lên chiến trường căn bản không khác gì để cho các nàng chịu chết từ đáy lòng Lôi Chiến cho rằng nữ binh không thích hợp trở thành bộ đội đặc chủng. Hồ Chí Minh biết Lôi Chiến nói không sai, hắn lớn tiếng hô. Ngưu Thanh Phong. Đến. Lên tài nghệ. Được rồi. Ngưu Thanh Phong kéo tới mấy cái ống nước, đội đột kích lôi điện mỗi người một cái, sau đó kéo vang nước ra. Cột nước có lực tác động phun thẳng về phía nữ binh đang chạy. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4 Chương 10 Đặc thù tân binh nghi thức hoan nghênh Hoan nghênh Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Nữ binh nhất thời thét chói tai liên tục, lâm vào thất kinh, loạn thành một đoàn, mấy nữ binh bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp ngã sắp xuống đất. Các nàng phẫn nộ nhìn mấy người đội đột kích lôi điện, các nàng thật không ngờ đội đột kích lôi điện lại quá phận như vậy thấy nữ binh dám dừng lại, đội đột kích sấm sét lớn tiếng quát lớn. Ai bảo các ngươi dừng lại tiếp tục chạy cho ta? Hôm nay ai không hoàn thành 5 km huấn luyện, trực tiếp đào thải, trở về bộ đội của các ngươi, để cho các ngươi tại đồng bạn thủ trưởng trước mặt mất mặt. Bị đội đột kích sấm sét đe dọa, bất kể là nữ binh té ngã, hay là nữ binh dừng lại, lập tức chạy lên. Lôi chiến ra lệnh. Những bao lớn bao nhỏ kia trọng điểm chiếu cố. Được rồi. Toàn bộ súng phun nước bắn vào bao lớn bao nhỏ nữ binh. Vài phút sau, những nữ binh này thông minh, rốt cục không hề bận tâm vật phẩm quý giá của các nàng, đem bao lớn bao nhỏ ném đi. Thấy tình huống như vậy, Lôi Chiến mỉm cười. Đây không phải là học được sao? Sắc mặt Hồ Chí Minh không lạc quan lắm, huấn luyện khởi động 5 km là để nhìn ra tố chất tổng hợp của những nữ binh này. Thể lực của các nàng hơn phân nửa đều không đạt tiêu chuẩn bình thường tuyệt đối là sống an nhàn sung sướng, không nói huấn luyện bộ đội đặc chủng, cho dù là tân binh bình thường cũng không bằng. Thiến Cương giải thích. Ai bảo họ là nữ binh, ở đâu cũng có đặc quyền, còn có một số đến từ đoàn văn công, hầu như không tham gia huấn luyện thể lực. Nhưng tổng thể mà nói vẫn có mấy hạt giống tốt. Thiến Cương chỉ vào mấy nữ binh chạy ở phía trước, thể lực xem như miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Lôi chiến lại lơ đỉnh ai cũng không phải cường giả trời sinh huấn luyện huấn luyện là tốt rồi điều kiện tiên quyết là các nàng có thể kiên trì dưới sự huấn luyện của ma quỷ lôi chiến lo lắng chính là những nữ binh này kiên trì không được huấn luyện ở căn cứ huấn luyện mà muốn huấn luyện thể lực của những nữ binh này nhất định phải trải qua các loại thủ đoạn huấn luyện không thông thường hơn nữa huấn luyện ma quỷ không nói nữ binh ngay cả rất nhiều nam binh tinh nhuệ cũng rất khó kiên trì lôi chiến lập tức ra lệnh gia tăng trình độ huấn luyện vâng cái gọi là gia tăng độ khó huấn luyện chính là gia tăng cường độ bắn súng nước nhất thời khiến cho nữ binh mắng chửi lâm mặt ngồi ở trên ghế nghe được các loại âm thanh gào khóc thảm thiết khó có được buông sách xuống nhìn nữ binh thê thảm chạy trên sân huấn luyện hắn ngược lại không phải rất để ý hắn mặc dù không có tham gia qua bộ đội đặc chủng huấn luyện nhưng là cũng biết bộ đội đặc chủng huấn luyện độ khó có thể đối với cảnh ngộ hiện tại của nữ binh người bình thường đều chịu không nổi nhưng lâm mặc không ở trong danh sách này chỉ là nhìn thoáng qua lâm mặc lập tức cầm cương lĩnh chiến đấu cấp đại sư nhìn chăm chú mà lúc này một đạo thân ảnh vội vã xuất hiện trên sân huấn luyện lúc này đàm hiểu lâm vừa mới tắm rửa xong nàng không dám tin nhìn hiện tại sân huấn luyện đặc biệt là những kia thê thảm nữ binh cô đã bao giờ nhìn thấy cảnh tượng thê thảm như vậy thậm chí cô còn nhìn thấy một số nữ binh ngã bị thương. Nhưng đội đột kích lôi điện tự như máy móc vô tình, tiến hành tàn phá nữ binh. Đàm Hiểu Lâm nổi giận, sải bước chạy tới. Đối với đội đột kích lôi điện lớn tiếng quát lớn. Các ngươi mau dừng lại. Lôi chiến thật không ngờ Đàm Hiểu Lâm lại không bị Lâm mặt chọc giận, đi quân khu báo cáo, lúc này còn chạy ra. Ý bảo Hồ Chí Minh liếc mắt một cái, để Hồ Chí Minh xử lý hồ chí minh bất đắc dĩ đi ra nhìn đàm hiểu lâm trong mắt phun lửa khách khí hỏi không biết giáo viên hướng dẫn có cái gì chỉ giáo đàm hiểu lâm chỉ vào sân huấn luyện tôi bảo các anh dừng huấn luyện lại các anh đang ngược đãi nữ binh đây là hành vi vi phạm kỷ luật nghiêm trọng hồ chí minh không ngờ cảm xúc của đàm hiểu lâm lại dao động lớn như vậy cân nhắc một chút hỏi đàm hiểu lâm giáo viên hướng dẫn có biết hoặc hiểu bộ đội đặc chủng là gì không hắn tò mò đàm hiểu lâm rốt cuộc không hiểu được trình tự huấn luyện của bộ đội đặc chủng bộ đội đặc chủng không nói bị thương tử vong đều là chuyện thường như cơm bữa nếu không trải qua huấn luyện nghiêm khắc đưa những nữ binh này ra chiến trường cùng để cho các nàng chịu chết không có gì khác nhau đàm hiểu lâm gật đầu biết là cao thủ chuyên nghiệp hàng đầu có kỹ năng tác chiến cường đại hồ chí minh hài lòng với câu trả lời của đàm hiểu lâm nói với đàm hiểu lâm giáo viên hướng dẫn nói không sai nhưng giáo viên hướng dẫn có nghĩ tới phải làm thế nào để có được kỹ năng chuyên nghiệp hàng đầu không tự như những nữ binh này chẳng lẽ giáo viên hướng dẫn cho rằng các nàng là cao thủ trời sinh trong lúc nhất thời đàm hiểu lâm á khẩu không trả lời được không biết trả lời thế nào hồ chí minh tiếp tục nói mỗi một bộ đội đặc chủng đều phải ra chiến trường đó là sẽ tử vong Họ chỉ có thể có kỹ năng chiến đấu quân sự vượt trội sau khi trải qua quá trình huấn luyện nghiêm ngặt nhất và có thể sống sót trên chiến trường. So sánh với tử vong, huấn luyện và bị thương như vậy ta nghĩ căn bản không tính là gì. Nếu các nàng như vậy đều chịu không nổi, liền ngoan ngoãn trở về, trở thành nhà kính đóa hoa. Chúng ta nơi này không cần pháo hôi, cần chính là tin anh trong tin anh. Lời nói của Hồ Chí Minh khiến Đàm hiểu lâm căn bản không thể phản bác, lâm vào trầm tư nhìn đàm hiểu lâm bị mình trấn trụ, Đỗ duy viễn đáy lòng cười một tiếng, xem ra giáo viên hướng dẫn này còn không có ngu ngốc đến mức cái gì cũng không hiểu cố tình gây sự. Gần nửa giờ, toàn bộ người mới hoàn thành huấn luyện gian nàng 5 km. Toàn bộ mọi người chật vật đứng ở trên sân huấn luyện, các nàng hoàn toàn không có tới trước hăng hái cùng vẻ mặt hưng phấn chờ mong. Mà là dùng ánh mắt phẫn nộ cùng sợ hãi nhìn đội đột kích lôi điện. Khi nào họ được đối xử như vậy? lôi điện đột kích đội hoàn toàn mặc kệ ánh mắt phẫn nộ của các nàng thay vào đó tiến hành dự án chào đón tân binh tiếp theo lôi chiến la lớn hoan nghênh các ngươi đến địa ngục nói xong lôi chiến ấn một cái nút âm 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 toàn bộ căn cứ huấn luyện vang lên âm thanh nổ tung a à, toàn bộ nữ binh hoảng sợ đạn thật họ đặt bom ở đây bọn họ đây là muốn nổ chết chúng ta sao điên rồi Bọn họ là người điên. Hu hu hu, thật đáng sợ, tôi muốn về nhà. Nằm xuống, nhanh ông đầu nằm xuống. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4.